Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng Châu Mạc sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại ấp Trơn Cô, xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thành Tý sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp và đối tượng Trần Thiện Nhân sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại số 19 trên 58, khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù đến 20 năm, tù trung thân tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 24 tháng 5 năm 2016 đối với đối tượng Nguyễn Thị Phương sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an 069 234 5860 hoặc 069 1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.